Chào tất cả mọi người, chị Dương đang có mặt tại vườn lan của anh Hương Trần. Địa chỉ là Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đây là hình ảnh của anh Hương Trần, mọi người ạ. Chào cả nhà nha. Anh Hương Trần là một người lãnh đạo của một công ty nước, đúng không anh? Đúng rồi. Và ở Bình Dương. Ở Bình Dương. Và trong thời gian, suốt những thời gian, những năm trước đây, năm 2019, nếu không nhầm là anh chơi lan năm 2019. Và em vẫn nhớ cái khoảng khắc mà lúc bấy giờ anh ra Bắc, anh mua rất là nhiều, lúc bấy thị trường gần như là không có giao dịch gì. Đúng. Nó còn kinh khủng hơn bây giờ, cái cảm giác lúc bấy giờ là em thật là gần như là không có ai mua cây, đặc biệt những cây tiền tỷ. Thế mà anh Hương Trần là đã đi mua những cái cây như Thảo Chi, Bảo Duy, tại vườn lan này của anh Dũng Trang, cũng như các anh của Hội Trà Đá. Và thời gian đấy đúng là thực sự em ngưỡng mộ anh. Và đến bây giờ thì anh Hương Trần thì đã có một cái vườn lan có thể nói là ở một cái tầm rất lớn. Và trong thời gian vừa rồi thì những thăng trầm, những biến động gần như là không bao giờ lay chuyển được. Và anh đã có rất nhiều những thành quả mà bây vẫn tiếp tục nhân giống, và đặc biệt là tiếp tục thậm chí là sưu tầm những cây giống mới. Lâu rồi là chính Trương mới ghé lại vườn của Hương Trần. Vâng. Thì là anh em đều cũng có bận công việc rất là nhiều, nhưng mà cũng sắp xếp thời gian để vâng, anh em là sau một cái thời gian dài á, thì để chính Trương ghé thăm vườn, vẫn thấy là Hương Trần vẫn yêu lan như ngày nào. Đó. Thì đây ha, là giới thiệu cho cả nhà. Thì là vườn thì nó nhiều, rất nhiều bạch tiết nhân giống. Còn đây là cây đôi mắt lê cu nè. Vâng, đẹp quá anh ạ. Cây đôi mắt lê cu này thì cũng cắt xuống giống rất là nhiều lần rồi. Vâng. Đó. Nhưng mà cái gốc mình vẫn giữ. Vâng ạ. Còn đây là cái cây Long Khánh nè. Ôi dồi. Cây Long Khánh ngày trước là mua cùng là Tấn Sơn với lại Nguyễn Hồ Phúc Vinh. Vâng. Thì là sau khi mà nhân giống chia ra thì được một chậu này. Vâng. Đó. Còn đây là cây Long Khánh mà lúc trước đó là chia ở ngoài Dũng Trang. Vâng. Thì hôm vừa rồi mới cắt đó, nó nuôi cũng một cái cây Long Khánh mà được đó là nhân giống ra đó. Thì vâng, là nuôi nó được nhiêu đây. Và vâng, một cái cây bên kế bên cây Lộc Vừng đó là một cũng một đúng cái cây Long Khánh. Ôi trời ơi, đẹp quá anh ạ. Thì là hơn một năm á, mà để nhân giống thì nó cũng không được là bao nhiêu. Vâng. Đó, nên là có những anh em còn đây nữa. Đây là cây Vĩnh Khang. Vâng. Cây Vĩnh Khang thì cây này lâu lắm rồi. Vâng. Cây này gắn bó từ thời kỳ đầu đã thích. Vâng. Còn đây là cây Đại Cát nè. Ngày vâng, xưa là mua cùng là Xuân Bình Phước. Vâng. Với Hưng Trần mua của anh Tấn Sơn. Vâng. Bây giờ vẫn giữ được cái gốc lại để nhân giống. Vâng. Trên thân có hai cây rất là đẹp này. Đây là cây vâng Đại Cát. Trong thời gian anh em mình nói chuyện thì rất nhiều các anh đang chào anh. À. Trong đó có anh Lương Chim này, có anh Thái Huy này, có Thím Dương này, rất nhiều anh em khác. Và họ rất là vui khi nhìn thấy hình ảnh của anh Hương Trần. Mà thực ra anh Hương Trần thì chính Trương nói thật là em đã hẹn anh là rất nhiều lần, lần nào vào Nam mà cũng muốn là vào thăm anh. Bởi vì em thực sự là rất cái quý cái con người rất là hiền hòa và rất là dung hòa trong tất cả các mối quan hệ. Cũng như là đặc biệt là một người mà là lãnh đạo công chức nhà nước, lại có niềm đam mê yêu hoa lan. Đặc biệt là trong cái lúc mà khó khăn đầu mà ngày trước, em vẫn là nể cái bản lĩnh của anh, dám mua cây lan trong cái lúc mà gần như không có thị trường, không có giao dịch gì. Và đến nay thì chính Trương vừa vào thăm cái thành quả là một ngôi nhà rất đẹp mà không dám live stream lên, bởi vì một là anh chưa cho, cũng rất là khiêm tốn cái thành quả mà đạt được bằng cây lan. Mà anh Hưng Trần lại có một cái kỷ niệm rất sâu sắc với chính Trương là những cái đợt mà đấu giá cây 11,7 tỷ 400 ngàn, anh Hưng Trần đại diện cho anh em cái bang đã chốt cái cây đấy với giá trị 11,7 tỷ để làm một cái gói từ thiện cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc. Cảm ơn anh rất là nhiều.
đây cái thùng thế hồng hạc nè, từ lúc mua tới giờ chưa bán, chưa xuất một cây nào. Cây này cũng là một cây rất là đẹp anh ạ. À, cứ giữ nó vậy đó. Vâng ạ. Anh để hoa hay là chưa làm kỳ đây? Vâng. Còn đây là cây phúc lai này. Ôi giời. Phúc lai lá cũng to ghê. Cây phúc lai này thì anh cũng nhân giống rất là nhiều, nhưng mà anh cũng xuất ra thị trường rất ít cho có thôi. Vâng. À, còn anh giữ giống đó. Vâng. À. Cây đẹp quá anh ạ. Còn đây là cây đại cát nè. Vâng. Ngày trước mua yeah. bên hội cái mang nè. Vâng. Thì nó lên được 3 mầm gốc nè, kỳ tự nhiên trên thân nè. Vâng. Đấy. Cái đại cát đây. Gần như là trong thời gian vừa rồi anh Hưng Trần cũng không bán ra ngoài đâu mọi người ạ. Và vừa rồi là mới chia sẻ một cái lô phúc lai cho Vũ Hoại. Còn đây là cây Khang Vân nè. Khang Vân. Khang Vân ngày trước mua của Vượng Sơn La nè. Vâng. Đấy, này nó to ghê. Những cái cây hàng khủng là trong vườn của anh Hưng rất nhiều mọi người ạ. Giờ nó cao như vậy à? Vâng. Đang cũng chờ hoa. Chào anh Ly Phùng Văn. Cảm ơn tất cả anh chị em đang theo dõi từng bước đi của chị Trương vào Nam. Và đây là điểm cuối cùng trong chuyến đi này. Chị Trương có mặt tại anh Hưng Trần, một người mà chị Trương rất là quý mến. Đây hồng bồng lai này, đuôi vâng. nó to như vậy. Đẹp quá anh ạ, anh nuôi cây phải nói là tuyệt vời. Nhân giống rất là nhiều rồi, vâng. giữ lại cái gốc. Vâng. Còn đây là cái cây cũng là cây Vĩnh Khang nè. Vâng. Đó. Đó. Đây là Vĩnh Khang nha cả nhà. Vâng. Đẹp quá đẹp. Đây mọi người nhìn xem Vĩnh Khang có đẹp không ạ? Anh nuôi cây phải nói tuyệt vời thật. Nhìn cây xanh mướt. Đầy sức sống. Một tuần trước mà chính Trương vào thì rất là nhiều. Tại vâng. do anh xuống giống hết rồi. Anh xuống giống rồi. À anh xuống giống. Đấy. Đây là ví dụ như đây là đây. Nè, đây là cây Bảo Di nè. Ôi trời ơi. Bảo Di như vậy nhiều. Khủng khiếp thật. Đấy. Thì nhìn xem tốc độ nuôi cây của anh như thế này. Thì thậm chí là kể cả giá có giảm bao nhiêu lần thì chắc là cũng không vào lỗ được mọi người ạ. Đây Bảo Di nè. Vâng. Đây. Quá đẹp anh ạ. Cũng phải đến 2 mét. Cũng phải đến 2 mét đấy. Anh Hương Trần nuôi cây ngày trước thì em được vào thăm anh năm, nếu không nhầm năm 2019 đâu anh nhỉ. Năm 20 đến 19 thì đúng hơn. Đúng rồi. 2018 thì đấy. Đó. Đây là đôi mắt lây cu nè. Đôi mắt của lây cu. Chuẩn bị là xuống giống nè. Đẹp quá. Cây to thân mập đẹp. Lên mầm gốc rồi đấy. À. Đây là đôi mắt Pleiku mọi người ạ. À. Đây là cây gì ạ? Cây đó là cây mắt trâu. Mắt trâu. Đây là bạch tuyết của anh Hưng này. Bạch tuyết. Bạch tuyết. Còn vườn bên kia thì đầy đủ phân khúc quốc dân, cái gì cũng có mọi người ạ. Vẫn nuôi trồng, vẫn chăm sóc. Đại cát. Cái thiên nhãn này. Đó, cái thiên nhãn này cũng có ít ở ngoài thị trường lắm nè. Em biết rồi, thiên nhãn màu trắng đúng không ạ? Đúng rồi. Chào anh Vũ Bách. Chào tất cả các anh chị em ạ. Vừa mải live stream vừa nói chuyện và nghe anh Hưng nói chuyện với chị Trương cũng không chào hết mọi người. Mọi người hết sức thông cảm cho chị Trương. Đây, đó, Vĩnh Khang ấy. Ôi giời. Toàn là một sách một như thế này. Anh thấy con thấy thị trường đợt này nào và theo anh là xu hướng sắp tới nào ạ? Anh á hả? Vâng. Thị trường thì đợt vừa rồi anh thấy là cũng là sôi động lại. Vâng. Rồi anh em á là tìm mua cây của anh cũng hỏi rất nhiều. Vâng. Nhưng mà anh á thì một năm là anh thật sự ra anh nhân giống ra những cái giống cây của anh là chưa được bao nhiêu, nên anh á là cũng không có xuất ra ngoài. Anh muốn nhân nó ra nó phải thật nhiều nữa. Vâng ạ. Đó, nên là hôm vừa rồi lâu lắm rồi anh cũng chỉ xuất có vài cây phúc lai ra thị trường thôi. Đúng rồi, em lại quan sát thấy. À, tất cả là anh giữ lại. Đó. Trên con đường đi vừa rồi thì anh Lương cây lục vừng có nói với em là anh đang đề nghị là đổi đất với anh Hưng với một số cây VIP, nhưng anh Hưng không đồng ý và thậm chí là
là anh Hưng đang bảo là anh nhốt hết và thậm chí là còn sưu tầm thêm, và một thời gian nữa các em sẽ thấy tình hình thị trường nào thì có đúng không ạ? Thật ra là không phải là không đổi, mà đã đổi một miếng rồi. Vâng ạ. Và tiếp tục là cái lộc vân là đề nghị đổi tiếp thì không đồng ý. Chứ không phải là không đổi, em đổi hiểu. Rồi. Thì câu chuyện đúng như vậy. Và vừa nãy anh Hưng nói rằng là cái câu chuyện là anh phải nhân giống là rất nhiều cây, thậm chí là hàng trăm, hàng nghìn cá thể mới, con giống mới đưa ra thị trường, em thấy đúng chuẩn là cái phong cách và cái cách đầu tư của một người đầu tư chuyên nghiệp, một doanh nhân, của một doanh nhân, chứ không phải là chộp giật mà để có được ngày hôm nay. Thì bản thân em cũng thực sự là càng thêm vững tin trên con đường này, và anh em Hoa Lan chắc mọi người cũng thấy một người đã thành công, đã dám chơi những cuộc chơi lớn từ những lúc mà thị trường gần như là, nếu thực sự là cuối năm 2019 anh nhỉ, đang phát triển và các cái cây lan vẫn đang có giá trị tốt, thậm chí là tiền trăm cũng có và tiền tỷ cũng có, nhưng chẳng qua là anh em cũng ít hoạt động, ít tương tác, nhưng em tin, cũng tin tưởng với luôn luôn tin tưởng với Hoa Lan anh ạ. Và anh cho em hỏi thêm nữa là hiệp hội hoa sản xuất kinh doanh đã ra là, tức là sửa ra đời thì đúng rồi. Anh trước đây cũng nói với em, gọi điện anh em mình trao đổi với nhau là cũng đặt niềm tin rất lớn, mà không những là chỉ anh em mình đâu, rất nhiều những anh em chơi lan khác, và trong thời gian rồi nó cũng chính là một cái động lực để cho anh em chơi lan là tin yêu, đặc biệt với cây lan. Thì anh có những quan điểm gì để cho anh em cũng biết? Thì là trước đây thì chưa có một cái hội lan nào để mình gọi là nó là chính thống, chính thống, chính quy á, để hoạt động. Thì là những anh em yêu lan trên cả nước cũng là ngồi lại với nhau. Vâng. Đó thì là thành lập ra ban vận động hiệp hội. Vâng. Thì hơn một năm là mình là trong công tác chuẩn bị để cho là hiệp hội mà sản xuất kinh doanh hoa lan Việt Nam là được là công nhận. Vâng. Được cơ quan thẩm quyền công nhận. Thì đến nay thì thật sự là đã được công nhận rồi. Vâng. Thì đến ngày là 9 tháng 4 này thì hiệp hội sản xuất kinh doanh hoa lan Việt Nam sẽ là đại hội lần đầu tiên. Vâng. Để là công bố quyết định là được thành lập. Vâng. Đó thì mong rằng là anh em yêu lan trên cả nước thì là với một cái đam mê, một cái lòng tin là yêu lan các thể loại. Vâng. Thì là mình vẫn nhân giống và chăm sóc giống y ở trên các nước. Thì khi mà họ có một cái hiệp hội chính thống thì cây lan họ đã xuất khẩu đi các nước khác được. Vâng. Ví dụ như Thái Lan, rồi là Đài Loan, đó đã xuất được cây lan sang các nước đó. Thì mong rằng là sau này thì ở Việt Nam, khi mà cái hiệp hội sản xuất kinh doanh hoa lan là đã thành lập rồi thì hướng đến là các trung tâm chăm sóc, rồi là hội tụ những anh em yêu lan là trên khắp mọi miền đất nước. Và cũng hiệp hội này thì là đưa cái cây lan vô là nó như là một cái nó chuyên nghiệp hơn, và hướng tới là mình có thể xuất khẩu được. Vâng. Tức là mở rộng thị trường sang biên giới của Việt Nam. Và thậm chí là bảo vệ quyền lợi cho những anh em yêu lan. Nói và... chung thì là nó cũng phải trải qua một cái là quá trình rất dài. Vâng. Ví dụ như giống y các hiệp hội khác như hiệp hội cá ba sa thì khi mà có cái hiệp hội thì nó cũng có nhiều cái vấn đề mà mình phải phải biết, giống y như là cái việc chống phá giá. Vâng. Cá ba sa thì sau này lan mà xuất khẩu thì nó cũng phải gặp phải những vấn đề như vậy. Vâng. Nhưng mà khi mình có cái một cái hiệp hội chính thống thì bảo vệ được quyền lợi. Vâng. Và mình là đưa cây lan nó đúng theo quy định. Vâng, giống như vâng. Có những nước khi mà mình đem cây lan qua thì đâu có được đâu. Vâng. Do là thí dụ cái xuất xứ hay là giống y ở Mỹ thì là mình chỉ được đem từ cây lan từ Mỹ về, chứ mình vâng. chưa đem được cây lan từ Việt Nam mình qua Mỹ vâng, đâu. Vâng, vâng. Tại vì nó còn có nhiều cái ví dụ như họ sợ biến đổi gen, hoặc là họ sợ là các cái bệnh mà của các cây Việt Nam chưa được kiểm duyệt mang đúng qua. Rồi, kiểm dịch phải kiểm dịch đó. Đó thì vâng. Hiệp hội ra đời thì sau này là
hướng đến là sẽ bảo vệ quyền lợi của cái người chơi lan đó. Và hướng tới cây lan mình xuất khẩu được theo là giống y như tiêu chuẩn của các nước đưa ra đấy. Vâng. Cái sự liên kết giữa Việt Nam với thế giới. Và em thì thấy có một cái hiểu này, ngày trước năm 20 khi mà Hoa Lan mình thì chồng Hoa Lan trao đảo vì truyền thông báo chí nói về rất là nhiều là lan ảo rồi thì nhân giống cấy mô đủ các thể loại anh ạ. Thế thì thậm chí là trên cái con đường đấy, giai đoạn đấy là em cũng lang thang ở trên Hà Nội để tìm đến các nơi như đài truyền hình VTV1 để mong nhất là để giống như kiểu một cái lời kêu gọi để cải chính hoặc là cái đời đề nghị đấy. Thì anh em trên đấy nói rằng này anh ạ, là Hoa Lan các anh phải cử là phải có một đại diện, là một phải tổ chức hiệp hội chứ không thể là một cá nhân được, để có thể là những cái thông tin đấy người ta bỏ được anh ạ. Thì em cũng rất mong muốn là mong mừng trong thời gian này thì anh em đã làm xong được cái giấy phép, thì mong muốn là sẽ quy tụ được những anh em để có đủ tâm và tầm như những con người như anh Hưng, như một số anh khác để có thể chèo lái để có hội tụ và không có những yếu tố chính trị giống như là bè nhóm, mà chỉ có sự phát triển và bình đẳng cũng như tạo điều kiện tối đa của những người đi trước cho những người đi sau để đưa Hoa Lan trở thành một ngành nghề chính thống anh ạ. Thì là mong rằng là các anh em yêu lan ở mọi miền, ở các tỉnh ở trên Việt Nam thì mình cùng chung tay để là xây dựng cái hiệp hội này. Vâng. Để là mình Việt Nam mình là có một cái sân chơi mà mình nói là không chỉ riêng thì có thể làm được kinh tế theo một cái là theo quy định của pháp luật và nó chính thống. Vâng. Anh cho em hỏi thêm nữa là trong những cái sóng gió thăng trầm trong mấy năm vừa rồi của Hoa Lan, đặc biệt năm nay thì nó khốc liệt hơn rất nhiều, nhưng mà anh có cảm nhận được rằng là nó sẽ trở lại rực rỡ hoặc là như nào không ạ? Thì không chỉ riêng về Hoa Lan. Vâng. Mà anh em thấy được tất cả các ngành nghề á, hiện nay cũng gặp nhiều khó khăn. Vâng. Ví dụ như anh cũng là đầu tư á, và kinh doanh bất động sản hay là chứng khoán thì vâng, nó cũng gặp nhiều khó khăn, cũng giống như các anh em mà giống như đầu tư về lan thì nói chung là đó là thị trường chung. Vâng. Đó thì là cái gì á, là nó cũng có cái thăng trầm. Vâng. Đó, đến một lúc nào á, là khi thị trường xấu thì á, là nó sẽ không sôi động, nhưng mà khi mà điều kiện tốt hơn thì á, là nó lại sôi động lại. Vâng. Nó sẽ phát triển, nên anh em cứ tin vào ví dụ như cái đam mê của mình đi, rồi á, mình nhân giống ra thật nhiều. Thật ra là cây lan nó giá trị hơn rất nhiều nhiều cây nông nghiệp mà. Vâng. Mình ví dụ như là thí dụ như cái việc mà mình bỏ ra mình đầu tư trồng rau cải hay gì đó. Vâng. Thì nhiều khi là thì do đặc điểm của ngành nghề thôi. Thì vâng, cây lan như hôm rồi thì mặc dù nó rất thấp giá, nhưng mà mình chia sẻ một số cây trong vườn thì nó cũng có giá trị rất là nhiều. Vâng ạ. À, nên là mỗi người thì mình chọn cái định hướng của mình. Vâng. Mà cái gì thường thì nó đi được lâu dài thì cái tính bền vững nó cao. Vâng. Tức là trong thời điểm này thì em cho em hỏi là với kinh nghiệm của anh thì nếu không nhầm thì chính anh đã khuyên anh nghe cây lộc vừng là thời điểm này, thậm chí là thời điểm đầu tư, đúng không anh? Thời điểm này là thích hợp, thì em nghĩ là cũng là thích hợp cho đầu tư. Để mỗi người á thì tùy, chứ không phải á. Vâng. Là do quan điểm kinh doanh của mọi người. Vâng. Nó còn phụ thuộc vào á là kinh tế của mọi người và cái quyết định kinh doanh cái ngành nghề nào của mọi người. Vâng. Đó thì là mình quyết định. Thì riêng cây lộc vừng á thì do là cũng giống anh, như những cái năm khó khăn á thì khi mà thị trường hoa lan đi xuống thì anh lại là đầu tư. Vâng. Đó thì tới 1-2 năm sau thì khi thị trường nó phát triển á thì là mình có một cái lượng giống để là chia sẻ cho anh em. Vâng. Thì tới thời điểm này thì lộc vừng cũng vậy, là vì đam mê không có bỏ cái ý định là bỏ mà vẫn đầu tư nhân giống. Vâng. Thậm chí bây giờ nhiều anh em vào vườn vườn của cây lộc vừng để chia sẻ thì lộc vừng cũng không chia sẻ, mà hướng tới cái kế hoạch là 1-2 năm nữa thì mới tung giống ra thị trường. Vâng ạ. À, đúng. Cái em cũng hoàn toàn thấy rằng là thời điểm này như anh cây lộc vừng là phải nói là cái ý chí, cái niềm tin cũng như sự đam mê vô cùng lớn, và đang có nhiều hình
nhiều cái mà giống anh trong những năm 2019, cuối năm 2019 thì đã đầu tư bứt phá. Những cái chia sẻ này với chính Trương là đã nói rồi, mỗi người nó sẽ có một cái quan điểm riêng. Vâng ạ. Đó là cái chia sẻ này là chia sẻ đồng ý của cá nhân. Em hiểu, chứ không phải là mình anh em mình cố gắng để đưa và cho mọi người, còn đúng bản rồi. Chất thị trường tự quyết định anh ạ. Đúng rồi. Và kể cả các mặt hoa hôm nay cũng giới thiệu với mọi người, anh Hưng cũng giới thiệu rất nhiều các mặt hoa trong vườn anh Hưng, còn nhiên một số những cây đẹp và ủ mưu nhiều nữa nhưng mà anh cũng không nói ra. Nhưng mà thực ra là không phải là để định hướng là mọi người đầu tư vào cây nọ cây kia, mà đấy là tùy theo mọi người. Em tin chắc là những bông hoa đẹp thực sự thì luôn luôn có chỗ đứng, đặc biệt là kể cả những cái cây mà bây giờ hiện tại ngày xưa giá rất cao nhưng mà bây giờ giá thấp xuống, thì thậm chí thấp xuống có khi lại là cơ hội. Vì vậy cho nên là đầu tư thì theo cách của mình và bằng cái cảm nhận cá nhân, bằng sự tìm hiểu và về vẻ đẹp thì mọi người biết, và chăm cây tốt thì em nghĩ là rồi cái gì đến cũng sẽ đến, đúng không anh? Vâng rồi ạ. Chia sẻ với chính Trương như vậy ha. Vâng, em cảm ơn anh. Cảm ơn những anh em mà đang coi live, và là giống như cái chia sẻ này là cũng nói rồi, là mục đích là mỗi người nó có cái điều kiện nó khác nhau, nên đúng mình rồi, chơi theo cái cách của riêng mình, của riêng mình. À. Vâng ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Vừa nãy thì trong khi anh nói chuyện thì rất nhiều mọi người đang chào anh và rất quý mến anh, một con người rất là bình dị, mặc dù là một người rất là thành công trong tất cả các rất nhiều mặt trận. Thế nhưng mà đã dành thời gian cho anh em yêu Hoa Lan. Hoa Lan cũng là một phần rất là nhỏ trong cái công việc và của anh Hưng thôi mọi người ạ. Thế cho nên là hôm nay chính Trương cũng rất là mừng, bởi vì đây là Bạch Tuyết được anh Hưng đón tiếp cũng như dành thời gian để live stream chia sẻ đam mê, bởi vì anh Hưng gần như không xuất hiện trong những cái việc mà live stream chia sẻ đam mê, up bài cũng rất ít. Và để mà vào được đại bản doanh Hoa Lan của anh Hưng được chia sẻ như này là một cái điều thực sự là thị trường cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc ạ. Đây là cây Long Khánh mọi người ạ. Cây năm 2 rất đẹp. Cảm ơn tất cả mọi người. Nghe nè, người đẹp Bình Dương cũng dễ làm kỳ không? Người đẹp Bình Dương, thực ra mọi người bảo là khó nhưng em nghĩ cũng dễ thôi. Tự bật kỳ trên thân. Đấy, tự bật kỳ trên thân. Rồi nha. Vâng ạ. Xin phép cảm ơn anh. Vâng ạ, cho em được quay vườn một chút để cho mọi người ngắm nhìn. Đây là đại cát. Anh Hưng thì có nhiều, khá nhiều đại cát, khá nhiều vững khang. Nói chung những cây tổ vip. Sao? sao? Anh đòi ôm cái chậu Long Khánh này của anh Hưng về mà tính sao? Mà có gì mai anh tính sau mà anh Hưng không chịu. Anh nghĩ nhiều lắm rồi. Vâng. Chú Hạnh thích chậu này lắm nè. Chậu này có kỳ, chị chia sẻ được có luôn. Kỳ to ghê chưa? Đúng. Đây. Đây, Vũ Hạnh đang thích chậu này à? Đây, đại cát nhỉ. Đẹp ghê. Anh Hưng nuôi cây đẹp thật. Thế anh Hưng là có người chăm sóc hay là bản thân tự anh ạ? Anh là một em chăm sóc thôi. Vâng. Em thôi. Vâng. Bảo Duy. Bảo Duy. Ôi, chính Trương chỉ dám live stream thôi, chứ không dám hỏi giá mà. Cũng không dám báo cho anh chị em trong live đâu. Bởi vì anh Hưng anh không bán Sơn Nữ Sơn La. Không phải là không, nhưng mà chưa. Chưa, thời điểm này không bán gì nữa. Chưa. Thời điểm này là thời điểm nhân giống. Sưu tầm giống. Bạch Tuyết. Ở đâu? Bảo Duy đây nhỉ? Bảo Duy. Không tên. Bạch Tuyết. Anh chị, vâng. Để em quay Bạch Tuyết cho anh chị em ngắm. Bạch Tuyết. Rất đẹp. Bạch Tuyết. Quá đẹp anh ạ. Bạch Tuyết. Cảm ơn 200 anh chị em đang theo dõi live stream.
Good. Anh Hưng nuôi cây quá đẹp, không thua kém bất cứ ai. Đây cũng vậy này. Đây phải quyết. Phải quyết tự kỳ trên thân. Phải quyết. Chậu này mới khỏe này. Nhưng mà phải nói là khí hậu miền Nam tuyệt vời anh ạ. Cảm ơn anh chị em, cảm ơn tất cả mọi người đang theo dõi live stream của chị Trương. Đây chắc là điểm cuối cùng chị Trương sẽ dừng chân tại vườn lan của anh Hưng Trần, và sau đó để chuẩn bị để ra sân bay về phía Bắc để tiếp tục công việc của mình, tiếp tục đam mê và dành cho mình những khoảng thời gian trong những ngày vừa rồi. Và năng lượng cũng thực sự là thời điểm này, trong những ngày vừa rồi cũng ít nhiều suy giảm, và để nạp tiếp năng lượng trong những chuyến đi tiếp theo. Và chị Trương sẽ tiếp tục cái chuyến hành trình ở phía Bắc, thậm chí là miền Trung, vào Đà Nẵng cùng các anh em trong miền Trung. Chị Trương xin phép được kết thúc live stream tại đây. Chúc tất cả anh chị em sẽ nuôi cây thật đạt và tự mình nắm lấy thời cơ và tự mình quyết định cái việc kinh doanh, và tránh trách tội đổ tội cho người khác, và chúc mọi người sẽ thành công trên con đường vừa đam mê vừa kinh doanh hoa lan. Cảm ơn anh Tài Phát Hưng, cảm ơn tất cả anh chị em yêu hoa lan cả nước. Chị Trương xin phép được xuống live. Cảm ơn mọi người ạ.